Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 6 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần lộ tục sinh. Trong phần lộ tục sinh thì chúng ta cũng đã ôn tập lại những cái phần mà khái niệm về lộ tục sinh, thì chúng ta hiểu rằng là cái lộ tục sinh như vậy đó, nó có những cái yếu tố gì. Thì bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 2 và phần số 3 thì sư cô kết hợp với nhau. Bởi vì cái phần mà các cái lộ tục sinh này đó thì nó phải gắn liền với lại cái lộ cận tử, hai cái lộ nặng đi thích nút meo. Và khi mà giảng cái phần mà lộ cận tử đi liền với lộ tục sinh thì nó cũng sẽ liên quan tới cái phần mà căn bản đó là cái lộ tục sinh, thì nó gồm có 14 cái hộ kiếp, 5 cái động tốc và 2 cái tâm mót. Thì như chúng ta biết đó, là trong cái lộ ngũ cận tử hay là cái lộ ý cận tử đó, lộ cận tử này đó, thì cái ngũ môn hay cái ý môn đi nữa, thì cái cách mà cấu trúc các cái phần của nó thì nó giống nhau, nó có những cái điểm giống nhau. Vì vậy mà sư cô ghi cái lộ cận tử về ngũ môn hay ý môn đó, thì nó có tất cả nó là 4 cách mà chúng ta đã học rồi, nay chỉ là ôn lại thôi. Từ cái chỗ ôn lại đó thì chúng ta sẽ nói về cái lộ tục sinh ở đây. Ví dụ như đây là chúng ta đang nói về cái lộ cận tử mà nó thuộc về ngũ môn. Đây thì đây cái lộ ngũ môn thì chúng ta đã học rồi. Thì cái dòng hộ kiếp đây, đây tất cả ở đây là hộ kiếp, tức là cái dòng hộ kiếp của chúng ta trôi chảy, nó luôn luôn là nó đi hai phần. Một cái phần thuộc về cái dòng nghiệp thiện, và một phần nó thuộc về cái dòng nghiệp bất thiện, nó chảy như thế. Thì khi mà cái dòng trôi chảy này đó, thì khi cái sinh này nó được sanh ra, thì cái công việc tiếp theo của nó là nó làm cái việc hộ kiếp. Tức là bảo vệ cuộc sống, bảo vệ cái kiếp sống của chúng ta cho đến khi nó, cái nghiệp của mình đó, nó đã coi như là bắt đầu từ cái lúc mà trong cái sát na tục sinh đó, là nó đã định được cái sát na tử rồi. Là do nghiệp của chúng ta quyết định. Và cái nghiệp này nó liên quan đến cái giới sát. Khi mà cái người cái giới sát không có phạm, hoặc là phạm ít, mà cái hành của cái giới thứ nhất đó, nó nhiều, thì cái tục sinh này đó đã quyết định cho cái tuổi thọ rồi. Còn nếu cái người này đó là có cái nghiệp sát nặng, thì cái hậu kiếp này nó chỉ kéo dài đến cái mức độ nào đó thôi, thì cái chết sẽ xảy ra. Mà như trong 4 cái hình thức chết chúng ta thấy đó, là không phải ai cũng có phước để mà sống đó. Như là cái đèn mà tim nó lụng và dầu nó hết thì tắt, đó là phước báo. Có người tim còn, dầu còn, mà gió thổi phải tắt. Gió đó là cái gió nghiệp. Cái gió nghiệp này á, là cái quả của cái giới thứ nhất mà chúng ta phạm, thì nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Vì vậy ngay tục sinh nó đã định rồi. Do bị gì tục sinh là quả nghiệp. Và như vậy cái tục sinh này nè, nó đi suốt trong cái đời sống của chúng ta. Chỉ trừ khi có cái gì mới nó khởi lên thì nó sẽ chặn cái dòng nghiệp đó trở lại. Thì chúng ta sẽ thấy nó chặn ở đây. Chỉ vậy cái dòng hậu kiếp này nó thuộc về tiền kiếp nằm ở đây. Đây là tiền kiếp. Dẫu chúng ta đều có hiểu biết hay là không hiểu biết, chấp nhận hay không chấp nhận đó, thì cái tiền kiếp nó vẫn trôi chảy trong cái đời sống tâm thức của chúng ta. Và cái hình hài của chúng ta đây đó, nó được cấu tạo nên từ những cái yếu tố cơ bản nhất để hình thành nó, thì nó cũng chính là quả của nghiệp. Nó cũng chính là cái dấu ấn của tiền kiếp đã để lại. Và khi chúng ta hiểu biết một nửa vấn đề thì chúng ta nói đây là số phận của mình, đây là định mệnh của mình. Vì quả là không thay đổi được, cho nên quả là số phận.
Cho nên quả là định mệnh. Nhưng nghiệp chúng ta cứ tiếp tục gieo trồng. Và vì vậy đó, chúng ta mới hiểu có phân nửa vấn đề là chúng ta hiểu cái quả. Cho nên chúng ta nói số phận, chúng ta nói định mệnh mới có phân nửa vấn đề. Còn cái vấn đề mà chúng ta gieo trồng những cái tiếp theo nữa là cái nghiệp chúng ta gieo xuống, thì chúng ta quên chưa nói phần này. Và cái phần này là cái phần chủ động để chúng ta có thể đó thay đổi mà tiến hóa. Còn nếu như chúng ta không hiểu biết thì chúng ta sẽ đi vào con đường thoái đọa ngược lại. Bởi vì do trong hiện kiếp chúng ta gieo trồng cái gì, thì khi gieo trồng cái gì, chúng ta gieo trồng bằng cái lỗ ngủ, gieo trồng bằng lỗ ý, hay nói rõ hơn, chúng ta gieo trồng bằng cái tâm động tốc trong lỗ ngủ và cái tâm động tốc trong cái lỗ ý. Đây, cái chỗ mà chúng ta gieo trồng nó nằm ở chỗ này, nằm đây. Chúng ta gieo trồng cái mới, thì cái mới nó bắt đầu từ đây, bắt đầu từ cái kháng ngũ môn. Nếu nó nằm trong lỗ ngũ, và nếu mà nó ý môn thì nó sẽ đây là kháng ý môn. Nó bắt đầu như thế. Cái bắt đầu của cái kháng ý môn á thì nó sẽ đi tới đây. Nó nối liền ở đây liền. Nó không có cái đoạn giữa này. Nó không có ngũ song thức. Nó không có tiếp thu, nó không có quán sát, và nó cũng không có phân đoạn, nó đi liền, trực chỉ đến đây liền. Đó là con đường của cái lỗ ý môn, nó cực kỳ nhanh, cực kỳ bén nhạy. Và như vậy, trước giờ mà chúng ta lâm chung thì cái hấp hối mà nó đến cái, nó gọi là cái giai đoạn cùng cực của nó rồi đó, thì nó sẽ diễn ra trong lỗ ngủ hoặc trong lỗ ý. Thì nếu lỗ ngủ thì nó sẽ kéo dài đây. Thứ nhất, đây là cái phần hộ kiếp của cái kiếp sống mà cái người đó đang hấp hối, để nó vẫn là cái dòng hộ kiếp vẫn trôi chảy. Thì khi mà cái lỗ cận tử nó phát sinh lên á, thì nó có hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp trúng động, hộ kiếp nhất dần. Tức là khi cái cảnh của cái lỗ cận tử nó chiếu xuống cái dòng hộ kiếp thì nó trượt qua một cái, rồi nó mới rúng động, rồi nó mới cắt đứt cái dòng hộ kiếp đang trôi chảy. Thì cái cảnh của lỗ cận tử nó sẽ chiếu xuống, nó được cái kháng ngũ môn này mở cửa ra tiếp, và nó tiếp nhận bằng thức. Thức này thì chúng ta thấy rõ ràng, một là nó quả bất thiện, hai là quả thiện. Vì thế cái giờ lâm chung của chúng ta, cái giờ lâm chung của chúng ta, thức thiện hoặc thức bất thiện sẽ tiếp nhận cái cảnh của cận tử. Mà cảnh của cận tử thì chúng ta đã biết rõ rồi, cảnh của cận tử gồm đó cảnh của nghiệp, cảnh của nghiệp tướng và cảnh của thú tướng. Một trong ba cái này nó sẽ chiếu xuống cái dòng tâm thức của chúng ta, và nó cắt ở đây. Rồi qua cái ngũ song thức này, thì khi chúng ta tiếp nhận một trong ba cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng này, thì chúng ta tiếp nhận bằng tâm hòa. Như vậy tất cả những cái gì mà chúng ta tạo tác ra từ trong suy nghĩ chúng ta, nó bộc lộ mạnh hơn nữa trong cái lời nói, nó bộc lộ mạnh hơn nữa trong cái ứng xử của chúng ta, thì tất cả nó đều trổ quả, quả bất thiện hoặc là quả thiện. Thì những cái quả này nó luôn luôn phát sanh trong cái dòng tâm thức của chúng ta. Và nơi đây, giờ sắp chết nó vẫn trổ quả thiện hay bất thiện. Và khi đó thì chúng ta không nói tới cái vấn đề chúng ta có ý thức được hay không, vì nó đi trong những cái mắt xích của nó, nó vận hành trong những mắt xích đó. Nếu mà cái thiện chúng ta mạnh thì giờ đây cái thức thiện này nó sẽ khởi sanh. Còn nếu như mà những cái quả thiện chúng ta yếu thì giờ đây là quả bất thiện nó sẽ khởi sanh. Cho nên một lần nữa sư cô nhắc lại trong kinh Pháp Cú, vì sao Đức Phật nói là
Việc thiện dù nhỏ nhất cũng là, việc bất thiện dù nhỏ mấy cũng không là. Bởi vì nó tích lũy thành quả, và cái quả này nó luôn luôn thể bất cứ một cái lộ ngủ hay lộ ý gì khởi sanh thì quả đều trổ. Cái nhân quả đó là nó luôn luôn diễn ra trong cái đời sống. Nghĩ lên là nhân, vừa nghĩ lên trổ quả liền, nhân quả đi liền, nhân quả đi liền. Vừa nghĩ lên cái pháp thiện thì quả thiện trổ sanh, vừa nghĩ lên pháp bất thiện, quả bất thiện trổ sanh tức khắc. Và cái hoạt động suốt trong cái đời sống tâm thức chúng ta là hoạt động nhân quả. Thì như vậy nếu ở đây cái ngũ song thức này là thiện thì tiếp thu thiện, quán sát thiện. Còn nếu như thức này bất thiện thì tiếp thu bất thiện, quán sát bất thiện. Nó đi một về với nhau, nó nói liền với nhau, nó chiêu cảm với nhau, đi luôn về với nhau. Thì tới đây cái tâm phân đoán này là phân tích và phán đoán cái cảnh mà nó chiếu xuống dòng hậu trích này, nó phân tích rồi nó phán đoán xem cái này nó tiếp nhận hay không tiếp nhận. Mà nơi đây nếu chúng ta đó có một thói quen nghĩ thiện làm thiện, chúng ta có một cái tập khí mà gọi là cái căn cơ thiện lành chúng ta mạnh, thì cái giờ này nó sẽ xuất hiện cái phần mà sáng suốt nó nằm ở đây. Và cái chỗ này một lần nữa để sư cô nói cho quý vị rằng, những ai khuyên mình chỉ pháp hành không pháp học, hãy xem lại. Vì cái chỗ này là cái chỗ chúng ta đây sẽ sử dụng những cái gì chúng ta hiểu biết. Yeah. Sẽ sử dụng đấy. Cho nên chúng ta học Phật học thì cái sự hiểu biết của chúng ta rất nhiều, nhưng mà chúng ta không có thực hành hết đâu. Nhưng mà hoàn toàn không phải là nó không có một cái ích lợi, mà nó nằm ở đây. Và trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, nếu chúng ta không có cái kho kinh điển của Phật ở trong tâm chúng ta đó, thì tất cả chúng ta ứng xử bằng cái mà chúng ta đi từ vô lượng kiếp tới nay, chúng ta đã ở đời như thế nào, thì những cái kinh nghiệm, những cái suy nghĩ chúng ta sẽ tái lập lại. Và chúng ta mặc dù là Phật tử, mặc dù là cái người xuất gia, nhưng mà chúng ta không có thọ nhận cái giáo pháp thì chúng ta vẫn sống một cái cuộc đời phàm phu như trước đây chúng ta sống. Cái chuyện chúng ta thọ giới để thành người cư sĩ hay thọ giới để thành người xuất gia mới là một cái hình thức. Mà chúng ta không đi vào con đường của pháp học và pháp hành song đôi với nhau, thì chúng ta hãy coi chừng tất cả những gì chúng ta hành trì là do chúng ta học lớp được có một chút xíu, hoặc là sau đó chúng ta hành trì bằng cái sự hiểu biết của chính mình chứ không phải bằng chính pháp Phật mà chúng ta muốn theo. Như vậy chúng ta thành tựu cái mà chúng ta muốn chứ không phải chúng ta thành tựu để mà cái dấu chân của chúng ta đó in lên cái dấu chân lớn của Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Không phải như thế. Cho nên là hãy coi chừng cái việc mình muốn tu tập nhưng mình không muốn hiểu giáo pháp, mình cho rằng mất thời giờ vô ích, chi tiết vô ích, thì xin trả lời như quý vị, tâm phân đoán nằm đây. Chúng ta sẽ phân tích bằng cái khả năng gì? Chúng ta sẽ phán đoán bằng cái khả năng gì? Bằng cái tâm thiện trí mà nó nằm trong trí văn, trí tư, trí tu, hay là nằm trong cái sở hữu tưởng là cái kho mà chúng ta đã thu nhập từ vô lượng kiếp để chúng ta đây có một cái trí thông minh mà chúng ta đã thích ứng với cái đời sống. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Thành ra người ta đi vào trong cái Phật giáo nhưng người ta đi bằng cái trí thông minh thế gian, người ta không đi bằng trí văn, không đi bằng trí tư, không đi bằng trí tu. Và cho nên có những cái người mà ta tự nhận ra người ta là cái người, để trong mặt kép nha, là giáo chủ để người ta phổ biến cái đạo Phật. Nhưng mà khi mình được học cái giáo pháp, mình nhìn vô mình thấy kinh sợ. Tại vì
trí ở đời của người ta, ta trộn lẫn những kiến thức đó và người ta tạo tác ra một cái món ăn, nó mang cái tính chất đời cho nó. Nhưng mà những người chưa có đi sâu giáo pháp không nhận ra. Nhưng cực kỳ quyến rũ ở chỗ nào? Ở chỗ là nó đáp ứng cái tâm tham. Không cần phải hiểu nhiều, không cần phải học nhiều, không cần phải mất thời gian nhiều, nhưng quý vị có thể đạt thành đạo quả. Đạo quả đó của ai thì chuyện đó Phật không biết ạ. Cho nên chỗ này là rõ ràng nhất rồi. Và trong hàng ngày cái chỗ này là mà chúng ta đã để cho cái tâm chúng ta khởi lên cái gì? Đẩy mạnh ra bằng lời nói, đẩy mạnh ra bằng cái ứng xử hành động, nó nằm chỗ phân đoán này. Tại vì sau cái phân đoán này nó thì đi đến những cái tâm tạo tác là tâm tạo nghiệp này. Thì quý vị thấy không? Cho đến khi này nó phân đoán, nó tiếp nhận một trong ba cái cảnh của cận tử này đây, thì nơi cái động tóc này nó sẽ xử lý một trong ba cảnh này. Và sau khi nó xử lý một trong ba cảnh này rồi thì nó, cái tâm tử nó sẽ xuất hiện và nó kết thúc một cái kiếp sống. Thì như vậy từ cái chỗ này nè, từ cái chỗ này nè, từ cái hộ kiếp này nó sẽ sang đây. Một trong ba cảnh này, một, hai, ba, bắt một trong ba cảnh này, cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thú tiến nằm ở đây. Bắt một trong ba cảnh để đưa xuống, để đưa vào tục sinh. Và như vậy, sau một sát na tục sinh rồi, thì cái tục sinh này nó sẽ trở thành 14 cái hộ kiếp. 14 cái hộ kiếp. Rồi đó, nó đi tới rúng động dứt dòng, để nó qua một cái khác. Thì vậy chúng ta đếm nha. Tục sinh này chúng ta tính nó là một này, 14 hộ kiếp là ra 15, rúng động dứt dòng nữa là ra 17. 17 sát na. Thì trong đó ngoại từ cái sát na sinh ra, thì cái rúng động dứt dòng này nó cũng thuộc về cái hộ kiếp đây. Thì đây nó là 16. 16 cái danh pháp này, tức là 16 cái hộ kiếp này đó, khi nó hoạt động đó là nó có được một cái lực. Bởi vì chúng ta nhớ thế này, là cái tâm quả tục sinh nó đưa đi tái sanh. Tức là tâm quả tục sinh này nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ, và nó sẽ chi phối cái tinh cha quyết mẹ này để mà nó tạo lập nên một cái hình hài mới đúng theo cái nghiệp của chúng sinh đó. Thì khi như vậy nó xuất hiện ở đây, khi nó sinh đây, và nó 16 sát na này nó đủ mạnh để mà nó bắt đầu một cái lộ tiếp theo, đó là cái lộ ý môn. Cái lộ ý môn nó sẽ xuất hiện ở đây, là kháng ý môn ở đây, rồi nó tới năm động tốc và nó tới hộ kiếp, là sự sống của nó bắt đầu bằng trong cái ý. Như vậy nằm trong cái thai bào này thì khi cái tục sinh nó bắt đầu, thì cái tinh cha quyết mẹ phối hợp nhau mà nó phải có cái tâm quả tục sinh này, tức là nó phải có cái thần thức, nó phải có cái hương ấm, nó phải có cái vong linh, nó phối hợp nhau thì cái yếu tố vật chất này nó mới trở thành một cái thai bào sinh động. Thì thai bào sinh động này chỉ có một sát na sinh thôi, thì 16 sát na kế tiếp nó đã làm cho đó cái những cái tâm mà nằm trong cái tục sinh này nè, nó sẽ hoạt động. Nó sẽ hoạt động trong cái tinh cha quyết mẹ mà nó vừa phối với nhau đây, vừa phối hợp đây. Đây là noãn đây, và đây là tinh trùng này, cả hai phối hợp nhau thì nó phủ lên đây, là cái thần thức. Thần thức hay còn gọi là tâm tục sinh, hay là tâm tái sinh, hay còn gọi là hương ấm, hay còn gọi là cái vong linh nó nhập vô, nó kết hợp nhau đây, cái sự sống này. Thì quý vị sẽ thấy rằng là cái tâm nó sẽ chi phối trong 16 sát na. Và tiếp theo đó là cái lộ ý nó khởi sanh. Lộ ý nó thuộc về danh pháp, nó lại tiếp tục cái đời sống. Và cứ thế những cái danh pháp này khi mà nó phát sinh thì nó lại chi phối cái tinh cha quyết mẹ này, để cho cái tinh cha quyết mẹ này nè, nó sẽ tạo dựng nên một cái hài nhi, đó là nam hay nữ.
mà tất cả các cái căn hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh đều là do nghiệp cả. Cho nên cái bộ máy này rất là tinh vi, không phải do mẹ của chúng ta, cũng không phải do cha chúng ta mà có thể tạo nên cái hình hài cũng như cái hệ thần kinh của chúng ta như ý muốn của cha và mẹ. Mà tất cả cái hình hài này, cao lớn, mập ốm, trắng đen hay là vững chắc hay là yếu bệnh hoạn, hay là cái hệ thần kinh này nó tinh tế hay không tinh tế, tất cả đều do quả nghiệp của chúng ta. Và nơi đây là chúng ta sẽ thấy cái tâm chúng ta đó, cái tâm tục sinh này khi nó phát sinh lên rồi là nó sẽ có bảo trì cái đời sống, và nó nằm ở trong cái thai bào đó, nó vẫn tiếp nhận cái môi trường xung quanh. Môi trường xung quanh đó là dạ con của mẹ và tất cả những thứ ảnh hưởng xung quanh cái dạ con của mẹ, tức là những cái cơ cấu, những cái bộ phận gần của nó, bao tử nè, ruột nè, tất cả cái lục phủ ngũ tạng này. Và lục phủ ngũ tạng của mẹ đó thì nó được điều khiển bởi những cảm xúc, tình cảm và suy nghĩ của mẹ. Cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ của mẹ nó còn bị chi phối bởi cha, bị chi phối bởi ông bà, bị chi phối bởi hoàn cảnh xã hội, bị chi phối bởi kinh tế gia đình, nhiều cái thứ chi phối, thì cái thai bào bên trong nó đã tiếp nhận được thế. Như vậy nó là gì? Nó chính là quả phước của cái đứa nhỏ này. Có những người mẹ khi mang thai thì nó là một cái niềm hạnh phúc vô bờ. Có những người mẹ khi mang thai đó là tai họa. Thì chúng ta thấy hai cái cảm xúc đó, nếu mà cái người mẹ mang thai là cái niềm hạnh phúc vô bờ thì chúng ta thấy cái pháp thiện nó phát sanh lên, nó làm cho cái thai bào này khi nó phát triển rồi chúng ta thấy một khuynh hướng của nó rồi. Còn khi cái người mẹ đau khổ vô cùng thì chúng ta thấy khuynh hướng của nó. Và cái quả nghiệp của cái đứa nhỏ với là cái cộng nghiệp của mẹ nó đã hiển lộ rõ nè. Thí dụ vừa qua chúng ta có đọc một cái tin là một cái đứa bé đó sinh ra có một ngày tuổi thì nó bị chôn sống. Thì khi nó chôn đó thì mẹ nó đặt trên một cái hố cạn, thì cái mặt của nó cũng phủ đất mà không biết tại sao mà nó chưa chết, nhưng mà nó chòi chòi cái chân nó lên được. Thì một cái người ta đi vào trong cái rừng tràm đó, đúng vào cái lúc người ta thấy nó nhoi nhoi lên, người ta bồng đó lên, thì cái mặt nó bị tét một cái đường như thế này. Rồi bồng nó lên thì người ta cứu nó được. Thì khi bồng vô đó thì cái người đó bà con của nó mà không biết nó. Rồi bà ngoại nó là cái người mà cắt cái cuốn rúng cho nó, tắm rửa nó sạch sẽ, đưa đi bệnh viện, mà bà ngoại nó không biết là cháu ngoại của mình. Bây giờ đứa nhỏ đó đã được cứu sống. Thì chúng ta nhìn thấy cái nhân quả của đứa trẻ, nhìn thấy cái nhân quả của đứa trẻ, đáng lẽ nó chết rồi, nó không chết, do cái phước báo của nó. Mẹ nó che kín nó suốt 9 tháng, bởi vì cha nó phán một cái lệnh là mẹ nó không được đẻ. Còn làm cách nào để cho cái người mà nó say rượu như thế mà nó chỉ đối xử với cái người vợ của mình bằng thú tính, và cấm cái người mẹ nó sanh con để đi đến cái chỗ đau khổ mà sanh con rồi phải đem chôn như thế đó, thì cái việc làm này thì không thể tưởng tượng được. Nhưng nó đã thoát được. Như vậy chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta thấy là nơi cái giới thứ nhất đó, cái đứa nhỏ này nó có phạm, thấy chưa? Nhưng mà nó thoát khỏi cái chết. Một cái thương tật mà nó cắt mai 14 mũi như thế này đó, mà để cho nó chảy máu như thế mà nó sống được một ngày là chuyện quá lạ, chuyện quá lạ luôn. Cho nên tại sao mà chúng ta phải cứu người, tại sao chúng ta phải giang tay để nâng đỡ người khốn khổ? Chúng ta không có dùng cái kiến thức rất là giới hạn của mình để nói rằng nó làm cái gì cái quả nó mới như vậy. Chúng ta biết là như vậy, nhưng nếu không có những người đó thì cái tâm từ chúng ta có cơ hội khởi sanh không? Phải cảm ơn những ai mà đã lâm vào cái cảnh bất hạnh để khi nhìn thấy mà cái tâm từ chúng ta khởi sanh, thì chúng ta mới nâng đỡ mình.
Bởi vì hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đây đều có lỗi lầm. Kể cả ác nghiệp đó, đường luân hồi chúng ta không có tránh khỏi đâu. Và nếu ai cũng kết án, ai cũng làm quan cò hết thì chúng ta chịu đựng sao cho nổi. Cho nên chúng ta cần cái tâm từ bi của Đức Quán Âm. Ở đây chúng ta không đặt vấn đề Đức Quán Âm có thật hay không có thật, nhưng chúng ta biết một sự thật rằng khi chúng ta sanh ra làm người thì tất cả trong tâm chúng ta đều có Đức Quán Âm. Đó là cái lòng từ và cái lòng bi. Tất cả chúng ta đều có. Nếu chúng ta khơi lên được những cái điều đó thì chúng ta như đứa bé này đang lại chết mà thoát. Thương tật tới từng đó vẫn qua được. Bị chôn sống như vậy vẫn sống được. Cho nên một cái giới phạm mà biết ra khỏi cái chỗ đó thì là quả vẫn trổ, quả bất thiện vẫn trổ mà quả thiện vẫn trổ. Cho nên ra khỏi cái chỗ này cũng thời nghiệp gieo thôi. Cho nên nhiều lần sư cô nói là cái khi mình làm sai nó chỗ này, nó có chỗ này mình làm sai, ác nghiệp mình gieo xuống chỗ này. Nhưng mình còn cả một cái đời sống trong hiện kiếp cũng như trong nhiều kiếp nữa đó, mình có quyền làm tốt ở đây. Tại sao không làm đi? Thì cái mà chúng ta tạo nên cái ác nghiệp đó ở đây, nó sẽ trổ sanh bất cứ lúc nào mình chưa biết à. Nhưng mà khi nó trổ sanh thì chúng ta thoát. Cho nên trong cái bài kinh đó, nó nói nè: để cho đến khổ rồi xin đừng có khổ. Đúng không? Đến khổ rồi là lúc mà cái quả của nghiệp ác chúng ta trổ sanh, là không thể nào không trổ sanh. Đến khổ rồi xin đừng cho có khổ. Thì không phải chúng ta xin mà có được, mà tất cả những điều thiện chúng ta hãy trổ quả ra để mà chúng ta có thể vượt qua được. Như cái đứa bé này chòi chòi cái chân lên thôi chứ khóc cũng không nổi. Nhưng mà cái người này lại trông thấy và không sợ hãi, mà tò mò tới để coi cái gì thì moi cái đất lên còn cứu được không. Thì thấy chưa, đến khổ rồi xin đừng cho có khổ. Người này đến chết rồi xin đừng cho có chết thì nó sống. Cho nên hãy làm điều lành để mà chúng ta mới có thể tự cứu mình. Cha mẹ đâu có cứu đâu, cha mẹ chôn mà. Cha thì nát rượu và cầm thú đến như thế, còn mẹ thì sợ hãi đến dại khờ, chôn sống con. Mẹ cha có cứu được không? Nhưng mà cái gì cứu cái đứa nhỏ này? Chính là việc thiện của nó đã cứu nó. Thành ra chúng ta phải hiểu vậy, để hiểu vậy nè. Cái giờ này nè, cái giờ mà chúng ta được tái sanh rồi là chúng ta thấy tất cả là do cái dòng nghiệp của chúng ta đây. Dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện đây, nó lại trôi chảy trong cái kiếp sống mới của chúng ta. Nó cứ đi như thế này, làm sao kiểm soát nổi? Những vị mà kiểm soát nổi khi còn ở trong thai bào đó là những vị này đã đắc thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, và có hành cái thiền tứ niệm xứ thì mới kiểm soát được. Còn ngoài ra chúng ta đây còn phàm phu thì cái dòng chảy nó vẫn như thế này mà không thể kiểm soát được. Và tất cả nó đều hình thành là một cái thói quen. Cho bây giờ chúng ta tu thiền tứ niệm xứ để chúng ta tập kiểm soát một ít, một ít, một ít. Nghĩ cái gì đều biết rõ, nói cái gì đều xem xét lại biết rõ, ứng xử như thế nào đều xem xét lại biết rõ. Chính cái biết rõ, cái ý thức rõ đó, nó lần lần nó soi sáng ra. Và cái tuệ mà đưa chúng ta thoát cái khổ nằm ở cái chỗ soi sáng đó. Và lần trước sư cô có vẽ một cái hình ảnh, con mắt tuệ nó nằm đây và nó soi sáng xuống hai cái dòng nghiệp này. Cái huệ nhãn chúng ta nằm ở đây, chúng ta soi sáng xuống này, nó bao quát hết. Thiện và bất thiện nó đều bao quát hết. Nhìn thấy rõ cái một cách khách quan, một cách công minh và hết sức rõ ràng. Đó là huệ nhãn. Đó là gì? Đó là Phật tánh. Đó là cái mà chúng ta thoát khỏi đau khổ, chúng ta thoát khỏi cái quế nhiễm. Và đó thành Phật chỗ này.
Thành ra khi chúng ta có một cái ý thức sáng suốt về tất cả những gì chúng ta đang nghĩ, tất cả những gì chúng ta đang nói, tất cả những gì chúng ta hành động, là lúc đó Phật tánh đang phát sanh. Đó là huệ nhãn đang phát sanh. Và đó trong cái từ mà hành trì của chúng ta, đó là chánh niệm. Và chúng ta biết rõ ràng, không có mơ hồ gì hết, càng hiểu càng sâu hơn, đó là tịnh giác. Cho nên chánh niệm tỉnh giác là cái cách thức mà chúng ta hành trì để cho cái huệ nhãn chúng ta khởi sanh lên, để cho cái Phật tính chúng ta có cơ hội để sống lại. Chúng ta nương theo Phật là chúng ta nương theo trí tuệ về tâm linh. Và chúng ta học cái cách thức để khởi sanh cái phần trí tuệ về tâm linh. Còn nếu không đó, chúng ta bị hai cái dòng nghiệp này đây, nó siết chặt vào trong đó. Và chính hàng ngày nó chỉ huy cái này, cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện, nó chỉ huy cho mình. Và chính cái này đó, có nhiều người hiểu lầm nói vậy: tôi là người tốt mà, tôi có làm gì vậy bà đâu, không làm điều gì vậy bà hết, tại sao phải tu hành? Tu hành dành cho mấy người vậy bà, rồi bây giờ sợ quá mới tu thôi. Đúng vậy, biết mình sai quá bây giờ mới tu, đúng. Và đó là phước báo. Nhưng cái vô phước của mình á, mình là người tốt, nhưng mình không nhận ra được rằng cái tốt này đó, nó xuất hiện có điều kiện và nó sẽ bị hủy hoại có điều kiện. Mình là người chồng tốt, người cha tốt, người con tốt, người anh tốt, người em tốt. Nhưng thử tất cả những cái người mà mình ứng xử tốt đó, họ có một cái thái độ phũ phàng đó, thì mình có buồn không? Thấy không? Và khi mình buồn đó, mình bị cái này nó chi phối nhiều ngày không? Chứ có không? Và mình có hiểu cái buồn này nó là cái gì không? Nếu mình không hiểu thì vẫn là vô minh. Nếu mình không hiểu thì mình vẫn bị hai cái dòng nghiệp thiện và nghiệp bất thiện này nó chi phối mình, chứ mình không có được cái huệ nhãn để soi sáng. Cho nên chúng ta không phải ngừng lại cái tốt. Cái tốt mà chúng ta cần phải biết rõ đó, ở cái thời điểm này tốt là đúng, mà qua khỏi cái thời điểm khác tốt không đúng nữa. Trong cái chuyện vui, nó chụp, nó vẽ cái hình này. Cái đứa con trai 70 tuổi nằm trong mùng, bà mẹ 95 tuổi cầm cái đèn dầu đi dán mùng cho con, rồi đi bắt mũi cho con. Đối với thế gian thì đây là một cái hình ảnh đẹp, nhưng đối với tâm linh nó không phải là hình ảnh đẹp. Hình ảnh của cái tâm linh đó, đứa con 70 tuổi phải đi dán mùng và phải đi bắt mũi cho mẹ, đúng không? Còn nó làm ngược lại thì nó không phải. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng là không phải lúc nào chúng ta cũng tốt là người tốt. Cái tốt nó phải có sự sáng suốt. Cho nên sư cô mới nói này, khi mình tốt á, mình đưa người ta về tới cửa đó, mình số 1. Nhưng mình lái cái xe của mình vô tới phòng ngủ người ta mới bỏ xuống là đại họa. Cho nên bạn trai cũng vậy, bạn gái cũng vậy, chơi với nhau thân thiết ở cái mức độ nào đó thôi, đừng có đi quá sâu trong cái đời sống gia đình của người ta. Rồi có ngày cái người vợ người ta nghi mình là có cái ý muốn chiếm chồng người ta, người ta nghi cái người đàn ông là có ý chiếm vợ người ta. Cho nên phải biết cái điểm dừng lại. Và cái điểm dừng lại á, nó nằm ở cái chỗ á, khi chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta soi sáng lại, chúng ta biết dẫu chúng ta tốt cũng phải có điểm dừng. Huống chi là cái điểm sai trái lại còn phải dừng nhanh hơn. Không có cái này không nói đến điểm dừng. Cho nên cái điểm dừng là cái điều rất quan trọng. Ngừng lại ở chỗ này. Ngừng lại chỗ nào là sáng suốt.
mà không biết ngừng lại là không sáng suốt. Lái cái xe tới nhà mà không biết ngừng lại thì cái người đó nó hơi lẩn thẩn rồi. Muốn chi các chuyện trong đời mà chúng ta không biết ngừng lại thì chúng ta cũng lẩn thẩn nhiều lắm. Như vậy để chúng ta thấy cái gì? Từ khi chúng ta tái sanh bằng tâm, và trong cái tinh cha quyết mẹ này để nuôi dưỡng cho nó thì tất cả nó bằng tâm, nó không có gì khác đâu. Rồi để một chút nữa sư cô triển khai là tại làm sao mà nó phải có những cái sát na thuộc về hộ kiếp này. Còn bây giờ chúng ta đi cho hết bốn cái lộ cận tử này. Thì bây giờ trên cái bảng này đó, cái lộ thứ hai đó, hồi nãy chúng ta nói cái lộ cận tử rồi đây đó, nó mới cộng vô cái lộ tục sinh đây. Thì lộ tục sinh chúng ta có rồi đây. Thì bây giờ đó, cái thứ nhất đó, là nó có động tốc và tử. Bây giờ tới cái thứ hai của nó là nó thêm cái gì? Nó thêm hai cái tâm mót. Cái số hai của nó là nó bắt đầu có Ravana, và nó cộng với lại hai cái tâm mót, rồi nó mới cộng với lại cái tâm tử. Trong cái lộ ngũ này đây, hoặc là trong cái lộ ý này đây mà nó có tâm mót đây, thì chúng ta phải hiểu rằng là khi cái cảnh nó chiếu xuống cái dòng tâm thức đó thì nó tác dụng rất là mạnh. Ở đây á, nếu mà lộ ngũ thì nó là cảnh lớn hoặc rất lớn, mà nếu nó lộ ý á, thì cảnh rõ hoặc rất rõ. Thì khi như vậy đó, cái tâm mót nó mới xuất hiện. Bởi vì cái tâm mót như chúng ta nói đó, mót là lụm mót là ăn mót, là khi mà những cái hình ảnh đó, nó rõ rất rõ, nó lớn rất lớn đó, thì cái động tốc này đó có khi nó không có thể hiện hết, cái hoạt động nó không thể hiện hết, cho nên cái tâm mót nó phụ vô, nó phụ vô. Vì vậy đó mà khi đó nó chuyển sang đây thì chúng ta sẽ thấy đây, cái chỗ này là cái tử nó nằm đây, thì sau cái động tốc này nè, nó sẽ có hai mót, nó cộng hai tâm mót vô. À, cái bản vẽ của bạn từ đây tới đây là đúng rồi. Thì tới đây đó, tới cái số 2 này nó cộng thêm hai cái tâm mót ở đây. Rồi sau đó đó, nó mới đi cộng đến cái tâm tử. Và những phần đằng sau này nó cũng giống nhau. Phần đằng sau này nó cũng giống nhau. Và như vậy đến năm cái động tốc này, năm động tốc này, năm cái Ravana này đây, thì hai cái tâm mót nó sẽ xuất hiện ở đây. Đó là cái lộ thứ hai, nó phù hợp với cái cận tử phía trước và cái tục sinh ở phía sau. Đây, tục sinh nó bắt đầu từ chỗ này, thì đây nó thêm hai tâm mót. Chỗ này nè, sau cái động tốc này nó thêm hai tâm mót, thì ở đây nó sẽ thêm hai cái tâm mót ở đây. Đó là cái lộ thứ hai, nó đi liền từ cận tử đến tục sinh, nó đi như thế. Bây giờ tới lộ thứ ba là cái khi đó, đó cái này nó có hai mót nè, thì ở đây tới phần này nó không có hai mót nữa, cái chỗ này nó xóa đi, nó sẽ có hai cái hộ kiếp ở đây, hai hộ kiếp ở đây, rồi nó mới tới cái tâm tử. Thì vậy tới cái tục sinh này đây, tới tục sinh này, thì thay vì nó có tâm mót thì bây giờ nó có hai cái hộ kiếp ở đây. Đó. Bởi vì vẽ thêm nữa sợ rối. Bởi vì cái lộ thứ hai thì nó có cái màu vàng này, hai cái tâm mót đây. Hai tâm mót. Cận tử nó đi làm sao thì cái phần tục sinh nó đi như thế đó. Rồi tới cái phần thứ hai thì nó không có mót mà nó có hộ kiếp. Thì đây là nó nối về chỗ này, đó là hai cái hộ kiếp, nó màu xanh này, nối về chỗ này. Hai hộ kiếp. Hai hộ kiếp. Đó là lộ thứ hai. Rồi hộ thứ ba. Hộ thứ ba.
Bây giờ tới cái số 4. Nó cũng đi Javana, rồi nó cộng với lại hộ kiếp. Xin lỗi, nó cộng với mót trước. Nó cộng với mót, hai tâm mót, hai mót. Rồi nó cộng với hai hộ kiếp. Rồi nó mới cộng với tử. Cách của nó đi vậy, cái số 4 của nó là nó tổng hợp luôn. Tức là nó có động tóc đây, nó có hai tâm mót đây, nó có hai cái hộ kiếp đây, rồi mới đi tới tử. Thì như vậy, ngay cái chỗ này đây, ngay chỗ này đây, cái thứ nhất là nó chỉ có động tóc rồi nó tử. Cái thứ hai nó có hai tâm mót nằm đây tử. Cái thứ ba nó có hai cái hộ kiếp nằm đây tử. Tới cái thứ tư thì nó vừa có hai mót, vừa có hai hộ kiếp rồi đi đến tử. Thì như vậy nó đây, nằm đây. Đó, thì cái chỗ này nó sẽ nối nè. Nó nối dài xuống đây. Nhớ cái trình tự đó chưa? Động tóc, tử. Động tóc, mót, tử. Động tóc, hộ kiếp, tử. Và cái thứ tư, động tóc, mót, hộ khí thì mình tới tự tử. Thì như vậy ở bên này nó cũng đi như vậy, đi như vậy, tức là ở bên này thì tới cái phần thứ tư này thì nó là động tóc đây, nó là mót đây, nó là hộ kiếp đây, rồi nó bắt đầu tiếp theo cái lực nó đi. Như vậy thì chúng ta rút lại, chúng ta rút lại, chúng ta sang tới phần thứ ba, cũng là để nói lại cái phần thứ hai đó. Rút lại thì khi nói lộ tục sinh thì chúng ta nhớ là có 14 hộ kiếp, 5 cái động tóc và 2 tâm mót, nhớ vậy. Thì như vậy chúng ta thấy cái tâm động tóc là cái tâm tạo tác á, là ngay khi mà tinh cha quyết mẹ vừa mới phối hợp nhau nó đã có rồi. Thì nơi này quý vị thấy là khi mà cái tinh trùng nó tìm đến cái noãn nha, rồi nó có một cái thức tái sanh, nó phối hợp vào đó thì nó thành ra một cái thai bào, một cái thai bào. Thì từ cái lúc cái sát na mà nó phối hợp được ba thứ với nhau á, thì nó hình thành cái sự sống của chúng sinh đó trong cái sát na đó rồi. Thì như vậy chưa tới một giây đồng hồ, những cái hoạt động về tâm thức của nó đã diễn ra thành một kiếp người. Bởi vì chúng ta tính á, nó mới có 14 nè, cộng với 5 là 19 nè, 2 tâm mót mới là 21. Nếu chúng ta cộng với hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp trúng động nữa là 23. Trong khi một giây đồng hồ thì nó 250.000 tỷ sát na sanh diệt. Thì bất cứ cái viên thuốc nào mà uống sau khi mà tinh cha quyết mẹ kết hợp với nhau đều là sắc sập. Rõ ràng cái sự sống như thế này. Những cái này y học còn lâu lắm mới có thể biết được cái điều. Tất cả những gì mà nó hình thành nên cái đời sống của một cái kiếp người đó, mà còn nằm trong cái thai bào đó, là chư Phật đã nhìn ra với cái khả năng túc mạng thông của mình. Còn riêng với những cái vị Phật như Đức Chánh Đẳng Chánh Giác thì nhìn ra với cái minh của mình, thấy rõ. Cũng giống như là bây giờ đây nè, tất cả những gì nó thuộc vào những cái đường huyệt mạch ở trong cái cơ thể của mình đó, thì y học chưa chụp hình được, nhưng mà bên đông y có thể vẽ ra chính xác, vì người ta thấy mới vẽ được, không thấy không vẽ được. Nhưng mà y học hiện tại thấy qua công cụ là máy móc. Công cụ đó nó vẫn là cái sản phẩm thuộc về cái trí thông minh thế gian của con người tạo ra. Còn trong khi những cái vấn đề tinh tế nhất thì nhìn bằng tâm, nhìn bằng tâm, nhìn bằng cái tuệ giác này, thấu suốt hơn. Cái này khoa học chưa có chế tạo được công cụ nào cả.
Nhưng mà sự tu tập chúng ta sẽ phát sanh từ cái nghiệp này. Là bởi vì cái phước báo làm người của chúng ta thì chúng ta có khả năng thấy Đức Phật. Công cụ đó chúng ta có trong tay hết. Giận chúng ta biết giận mà. Ác mình biết mình ác chứ. Mình tốt mình biết mình tốt chứ. Đó công cụ đó mình có đó. Sao mình không rèn luyện đi? Sao mình không phát triển? Mình sẽ thấy hết. Và nơi cái bộ não con người đó, một kiếp người chúng ta không sử dụng hết. Tất cả những cái ô mà ngày nay ta khám phá ra, ta chia nó thành từng cái khu vực điều khiển đó, mình sử dụng chưa hết. Nhưng có khi có những cái việc không phải do tu, mà do cái phước báo đó nó mở ra rồi. Thì cô nhớ một cái bài báo nó đã đăng một cái người phụ nữ người Nga. Bà này đang lau nhà thì trợt chân mới té xuống. Nó dập đầu xuống dưới cái nền nhà đó bất tỉnh. Nằm như vậy thì con thì đi học, chồng thì đi làm. Cho đến khi đó chồng đi làm về mới thấy vợ nằm bất tỉnh trên cái sàn nhà đó mới chở vô bệnh viện. Thì bà nằm bất tỉnh như thế một tháng trời như vậy. Đến khi bà tỉnh lại thì bà có một cái khả năng đặc biệt đó, là bà có thể nhìn thấu suốt hết. Tức là trong túi mình có bao nhiêu, đựng cái gì bà biết hết. Không những như thế mà ruột gan phèo phổi có cái gì thì bà nhận thấy biết hết. Nó chính là đời. Và như vậy khi bà té xuống dập cái não đó, thì có một cái cơ chế nào ở trong não đó, nó phát sinh mạnh hơn và xuất hiện khả năng này. Thì đây là mình nói một cái nguyên nhân gần. Chứ thật ra cái nguyên nhân xa đó là cái người này đó tiền kiếp đã tu luyện được rồi. Và nay tới cái thời điểm cái phước báo này nó trổ sanh trong một cái hoàn cảnh trớ trêu như thế, để bà có thể sử dụng cái này mà tạo phước cho mình. Cho nên sau đó là người ta mới mời cái người phụ nữ này vào trong bệnh viện, để mà không có dùng cái siêu âm này, mà chính bà nhìn thấy và bà hợp tác với bác sĩ đi chữa được. Thì chứng tỏ là trong cái não bộ của mình nó đủ khả năng hết. Nhưng mở được ra hay không là do phước báo. Bởi vì một lần nữa sư cô lặp lại lời trong kinh Pháp Cú đó, cái việc mà nó xấu nó quấy nhỏ nhất không làm, bởi vì khi làm nó ngăn chiên. Bởi vì khi làm nó ngăn chiên. Mà làm đây là nó xấu ác trong cái suy nghĩ, trong cái lời nói, trong cái hành động, chút xíu nó cũng ngăn chiên. Và khi chúng ta từ bỏ được những cái đó, mà chúng ta đã làm khơi dậy cái năng lực mà chúng ta vốn có tiềm tàng ở đây, hãy khơi dậy cho nó mạnh mẽ hơn nữa, thì cái ánh sáng trí tuệ này nó sẽ theo ta trong nhiều thứ. Chúng ta đang sống trong một cái xã hội rất là bất an. Bất cứ cái gì chúng ta sở hữu được trong cái tục sản ở thế gian này chúng ta đều có thể mất. Kể cả cái mạng sống của mình cũng có dễ mất dễ dàng. Đi ra đường chỉ cần người ta tranh giành nhau để người ta vượt qua thì cái mạng mình đã không bảo đảm rồi. Người ta say xỉn là mình không bảo đảm rồi. Người ta nóng nảy là mình không bảo đảm rồi. Làm sao chúng ta có thể giữ được tiền bạc, tài sản, kể cả cái người thân của mình đó, mất hồi nào không hay. Nhưng có những thứ không bao giờ mất. Đó là trí tuệ về tâm linh của chúng ta. Chúng ta có thể mất mạng sống, chúng ta có thể mất tài sản, chúng ta có thể mất tất cả những thứ trên đời này, nhưng trí tuệ về tâm linh không mất. Đó là cái tài sản quý nhất mà không có ai có thể tranh cướp được. Và không có cái ác tâm của ai có thể hủy hoại được. Cũng không có cái vô trách nhiệm của ai có thể hủy hoại được. Không có ai có thể hủy hoại. Đây là tài sản quý nhất của mình. Nhưng chúng ta đây đã quá dại dột. Chúng ta sẵn sàng hủy hoại cái huệ mạng của mình để chúng ta bảo vệ những cái thứ mà chúng ta có thể mất cấp bất cứ lúc nào. Chúng ta có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Chúng ta sẵn sàng bán cái huệ mạng cho đi. Đó là cái chúng ta phải suy gẫm lại. Tại làm sao mình mà ở với một người giờ đây người ta không muốn ở với mình nữa,
mà mình vẫn khóc lóc, mình vẫn khổ đau là sao? Mình không có thương người đó đâu. Chính xác là như vậy. Mà mình thương cái gì? Mình thương cái ảo ảnh của mình bị tan vỡ. Mình không chấp nhận cái ảo ảnh của mình tan vỡ, và mình khóc than như vậy, và mình đã vùi lấp cái cuộc đời của mình. Nó đi xuống cái hố thẳm này. Nếu mình có trí tuệ đây để trông thấy, bây giờ người ta đã trở mặt rồi, thì cái ác này nó đã chiếm lĩnh hết rồi. Sao mình còn mê muội vậy? Nó đấm nó đốt đến tàn phế rồi, bây giờ người ta bắt nó vô, người ta kêu án nó, mình giận nó một cái câu mà người ta ca ngợi hết mình á, là vẫn chờ vẫn đợi. Đó là thủy chung sao? Và cái nào nó nói vậy? Cái si nó nói nè, và cái tham dục nó nói nè, không phải trí tuệ nói, không phải cái thiện lương trong mình nó nói. Khi chúng ta để cái thiện lương lên, mình khởi sanh lên đó, mình không có thích hợp với cái xấu xa, nó phải tương ưng với những cái tốt đẹp. Mình bận cái áo sạch vậy nè, mình không có thể dựa vào một cái bức tường mà nó bẩn thỉu đầy những cái phân quế, mình không có dựa vô được, không có thể chung hợp như thế này được, mà chúng ta phải tách ra. Nhưng tại sao nó dựa vào? Bởi vì nó cùng chung. Tâm mình không thấy, mình khóc lóc, mình khổ đau, vì mình vẫn gắn mãi mà. Trước là cái ảo ảnh của mình, sau là những cái quế nhiễm thấp hèn của mình, mình không có nhận ra. Kinh khủng lắm. Và mình sẽ trôi lăn ở đây. Làm ma, làm quỷ, làm tất cả, không tỉnh ngộ được, vì nó đâu có soi sáng. Chúng ta mất tất cả, kể luôn cái mạng của mình, ai cũng biết điều này, nhưng người ta vẫn không tỉnh ra. Ta mất tất cả, bởi vì cái duyên đến nó sẽ đi, bởi vì cái quả lầm của mình đến đây hết, bởi vì những gì chúng ta tạo tác là nghiệp, là quả của nghiệp, nó sẽ trổ rồi nó hết, mạng này cũng hết, bởi vì cái giờ tục sinh đây nó đã định hình sẵn rồi, nó phải hết, nó phải chấm dứt. Tại sao chúng ta phải níu kéo? Cái gì níu kéo vậy? Chính là cái tâm tối này đây, và cái tham dục này đây níu kéo đây. Cho nên á, là khi mà chúng ta sinh ra trong cái tâm tục sinh này đây, và kế tiếp đây 14 sát na hộ kiếp đây, rúng động đây, giúp dòng đây, đúng không đây? Và tất cả những cái javana này, khởi đầu của nó là nó bắt đầu bằng chữ tham. Mà cái tham này nó cộng với cái hỷ. Tham hỷ là sao? Bám vào sự sống, dính mắc vào trong sự sống, và nó vui vì nó được sống. Cho nên khi phá bỏ sự sống của nó là liền đây cái sân hận nó sẽ khởi lên. Nó hình thành trong cái thai bào, thì những cái sát na đầu tiên mà đặc biệt trong cái động tác của nó là tham cộng với hỷ. Tham đây là nó dính mắc, nó yêu cái cuộc sống, yêu cái sự sống của nó, nó dính mắc và nó vui gì nó được sống. Bây giờ chúng ta hủy hoại cái đời sống của nó thì hận thù phải khởi lên. Nó nằm trong pháp bất thiện không? Ngay cả một cái vị mà kiếp cuối này là một vị Phật, thì cái giờ tục sinh và nó đi đến cái hộ kiếp, và nó đi đến cái tâm động tốc này đây, nó vẫn là ở trong cái tham hỷ này đó. Vui vì được sống, vui vì bắt đầu một cái sự sống,
Cho nên ai hủy hoại cái sự sống này thì đau khổ và hận thù. Khi chúng ta không biết, chúng ta tạo tác như vậy. Và tất cả những cái sinh linh này nó bám theo cái sự sống, bám theo cái sự sống. Vì vậy những ai đưa nó vào trong cái chết, nó bám theo. Mẹ nó quyết định phá thai, bám theo. Cha nó quyết định đẩy mẹ nó vào trong phá thai, bám vô. Ông nội bà nội nó đẩy vào cái chỗ này, bám theo. Ông ngoại bà ngoại nó đẩy này, bám theo. Dì nó, cô cậu nó, bạn bè nó xúi vô, nó bám theo. Đâu có thoát được. Cho nên ai hỏi là việc phá thai có đưa đến cái hậu quả về mặt tâm linh không, thì đây là câu trả lời chính xác. Không có thể nào nói khác hơn. Cho nên sư cô vẫn nói này, không biết tình yêu và hôn nhân ở thế gian này nó có cái gì mà nó làm cho đó là phát triển cái đời sống của người ta hay không thì chưa biết được, chưa biết rõ được đâu. Nhưng mà có một điều biết rõ đó, khi người ta phá thai là phá sản kiếp người. Tại sao nói rằng là cái hôn nhân và cái tình yêu ở thế gian này nó chưa bảo đảm là nó đem lại cái sự tiến hóa gì hay không? Bởi vì nó khởi đầu bằng ái dục. Và cái hỷ này nó nằm trong ái dục, chúng ta đã biết rồi. Và thời gian mà sống với nhau đó, để mà cả cám cái nghĩa của nhau, để nó thành pháp hiện đây đó, thì đây là những cái cuộc hôn nhân mà nó đem lại một cái gia đình an vui hạnh phúc. Đây là con đường thành công của hôn nhân và tình yêu. Còn phần lớn nó dừng lại ở chỗ này. Cho nên người ta phản bội nhau, cho nên người ta tàn ác với con của người ta, nằm trong cái chỗ này. Cũng thời một cái màu hồng đây, cũng thời cái màu hồng đây, mà hai nội dung của nó khác. Một cái là tham, một cái là thiện. Một cái là tham hỷ và một cái là thọ hỷ. Và một cái là thiện hỷ, hai cái khác này. Cho nên là những cái cuộc hôn nhân mà nó đưa đến cái thiện hỷ đó thì nó có giúp cho người ta phát triển về tâm linh. Còn những cái cuộc hôn nhân mà nó dừng lại trong cái tham hỷ đó, rồi nó để đi đến cái chỗ mà người ta hành hạ nhau, người ta đai nghiến nhau, người ta sỉ nhục nhau, người ta khinh thường nhau, người ta đối xử với nhau chẳng ra gì hết á, rồi người ta tạo cái ác nghiệp với nhau nữa, thì đây là cái phá sản một kiếp người, nằm trong cái tâm sân, nó đi con đường như thế. Cho nên là khi nói 14 cái hậu kiếp này thì nó phải kéo dài để làm chi? Nó phải kéo dài cái hậu kiếp đó. Để gì? Chúng ta thấy thế này, khi mà nó bắt đầu cái sinh nó phát sinh lên thì cái sát na đầu tiên của cái sinh này, nó mới sinh chưa làm gì được hết. Nhưng mà cái tiếp theo này nè, ngay cái sát na đầu tiên này á, thì chúng ta thấy cứ mỗi một cái sát na nó gồm có tất cả là 4 điểm. Thứ nhất là sinh, cái thứ hai là tiến, cái thứ ba là dị, cái thứ tư là diệt. Để rút ngắn lại thì chúng ta sẽ không có nói tiến và dị, mà chúng ta sẽ nói cái chữ trụ này. Thì như vậy đó, một cái sát na nó chia làm 3 tiểu sát na. Tiểu sát na thứ nhất là sinh, tiểu sát na thứ hai là trụ, tiểu sát na thứ ba là diệt. Thì như vậy đó, ngay cái sát na đầu tiên sau khi sinh, nó là cái sát na này, thì đó bắt đầu từ cái sinh này nè, cái trụ này nè, thì những cái sát na này nó đã bắt đầu đó, nó hình thành cái sắc nghiệp. Nó sắc nghiệp và nó tiếp theo nữa thì nó hình thành đó, nó gọi là cái tâm mà tạo nên sắc pháp, nghiệp tạo nên sắc pháp. Và sau đó là thời tiết tạo nên sắc pháp và vật thực tạo nên sắc pháp. 4 cái yếu tố này nó hình thành nên cái thai nhi này, nó nuôi dưỡng bằng những cái đó. Cho nên cái danh pháp này nó 14 cái, nó phải đủ mạnh rồi nó đi tới cái hộ kiếp đây, chúng đồng nhất dòng đây, và tới đây thì nó có 5 cái động tác, rồi cái hộ kiếp nó tiếp theo. Thì chúng ta thấy cái dòng tâm thức của nó như vậy, nó bắt buộc phải có. Là bởi vì sao? Là bởi vì đó, chúng ta nhớ thế này, tâm á, thì nó sinh diệt trong một sát na.
tức là danh pháp trong một sát na. Nhưng mà sắc pháp nó sinh nghiệp trong 17 sát na. Thì vậy chúng ta thấy nè, một cái sát na tâm mà chúng ta tính là ba đó, là sinh trụ diệt thì nó còn có ba. Mà cái sắc này nó phải tới 17 thì nó ra là 51. 51. Như vậy đó, ba cái sát na tiểu của tâm thì nó bằng 51. Cái này tức là tâm sinh diệt trong một sát na, sắc pháp sinh diệt trong 17 sát na, hay là 51 sát na tiểu. Thì trong 51 sát na tiểu này, cứ mỗi một sát na thì nó sinh ra sắc nghiệp, và nó sinh ra đó sắc tâm. Rồi bên cạnh đó nó có thời tiết, nó có vật thực để nó tạo nên cái hình hài của thai nhi. Đó, cái công việc nó vậy, cho nên nó phải có 14 sát na để nó đủ mạnh về mặt danh pháp thì nó mới tác động vào trong cái sắc pháp được. Cái này để cho làm mạnh cái danh pháp. Và cái này, năm cái này đó chính là tham hỷ. Năm cái sát na này tham hỷ. Và hai cái này nè, nó giúp cho cái yếu tố này nó mạnh hơn. Như chúng ta nói là khi mà hai cái tâm mót này xuất hiện trong cái sau lưng của cái động tác này đó, thì chúng ta nên nhớ rằng khi mà cái chúng sinh này nó bắt cái cảnh để mà nó sống, tức là những cái cảnh mà thuộc về nghiệp tướng và thú tướng này đây, thì nó bắt cái cảnh đó thì nó rất là mạnh, hay nói chung là nó rất là rõ. Nó rõ, nó rất rõ thì nó có hai cái tâm mót. Chỉ vậy một lần nữa chúng ta sẽ thấy là cái mà nó bám vào cái sự sống và nó ưa thích cái sự sống, nó vui trong cái sự sống đó, cái tham hỷ này cực mạnh, thì cái đứa nhỏ nó mới sống được. Và cái này là cái mà chúng ta đọc sách xưa, người ta nói rằng con người vốn có đức hiếu sinh, tức là con người đó là vốn đó, yêu cái sự sống của mình. Và vì vậy đó, chúng ta nhớ nha, khi nó bắt cảnh nghiệp tướng nè, thì ngay trong cái thai bào đó, những cái hình ảnh này nó tái lập lại. Cho đến khi nó ra khỏi thai bào, nó lớn lên, thì ngay trong cái thai bào khi nó đủ mạnh rồi á, nó sẽ ảnh hưởng tới người mẹ. Do cái này, nghiệp tướng và thú tướng, một trong ba cái đó ảnh hưởng tới người mẹ. Cho nên có những người mẹ mang thai đó, không có ăn thịt cá được mà phải ăn chay. Có những người mẹ đó là khi mà có thai rồi đó, thì uống cà phê đen dữ lắm, không đường, vì nó nghiện. Có những người thì hút thuốc, do nó nghiện, ảnh hưởng tới người mẹ. Còn khi có những người mẹ thì là thấy những cái thức ăn mà thuộc về động vật thì là tự nhiên nó rùng mình, nó khó chịu, không chịu đựng được, do cái đứa mẹ. Đấy, nó mạnh lên. Những cái cảnh này nè, nó ở trong tâm. Và nơi đây nè, nó sẽ tiếp tục cái dòng sống của nó để những cái rau va lá này nó hoạt động. Và nó sẽ ảnh hưởng. Nó có sự tương tác trong cái nghiệp giữa mẹ cha với cái thai bào này, nhất là cái người mẹ, thì cái đó chúng ta gọi nó là cộng nghiệp. Ảnh hưởng. Cộng nghiệp. Cho nên chúng ta thấy có những người mẹ đó, có thai đó mặt mày vui vẻ hớn hở, khi sanh con sức khỏe cũng tốt, năng động hơn. Nhưng ngược lại có những người sanh con xong rồi trầm cảm. Có khi cái trầm cảm nặng nề đó đi đến chỗ có thể giết đứa con, hoặc có thể có khi đi đến tự sát. Tất cả nó trôi chảy trong dòng nghiệp, và nó là cái cộng nghiệp với nhau. Và cái này nó chảy suốt một kiếp sống của chúng ta. Và khi nó chảy suốt một kiếp sống của chúng ta có nghĩa là gì? Là nó chính là cái tâm tánh của mình, nó chính là cái khuynh hướng của mình, nó chính là cái thói quen ứng xử của mình. Là tại vì sao? Là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp á, thì khi chúng ta tạo tác thì chúng ta tạo tác trên cái động tác này, chúng ta tạo tác bằng cái sở hữu tư. Cái động tác này chúng ta tạo tác bằng sở hữu tư. Mà khi sở hữu tư này nó hoạt động á, thì nó in hình trong sở hữu tưởng.
Và như vậy bây giờ đây cái dòng nghiệp nó nói lại như thế đấy. Thành ra đó, cái nghiệp là chúng ta tạo bằng sở hữu tư, nó in hình trong sở hữu tưởng. Bây giờ nó nối tiếp trong cái đời này, cho nên nó có thói quen. Có những cái đứa nhỏ, nó còn nhỏ vậy mà nó rất là ngăn nắp, rất là sạch sẽ. Có những cái đứa nhỏ rất là bầy hầy, một cái dũng nước vậy đó. Có đứa đi ngang nó quéo cái chân là nó không đi, nó la lên. Còn những thứ đó sẵn sàng lỡ hóa lỡ lại. Tất cả nó đều nằm trong, nó in hình cái tiền kiếp. Chúng ta hiểu vậy để làm gì? Để chúng ta thấy được mình, chúng ta thấy được cái tiền kiếp của mình, chúng ta thấy được cái nghiệp của mình, cái khuynh hướng của mình, cái cá tánh của mình, cái tính tình của mình. Và khi mà chúng ta trông thấy như thế thì chúng ta mới biết chúng ta nên tăng cái gì và chúng ta nên giảm cái gì. Cái gì chúng ta cho phép phát triển và cái gì chúng ta để cho nó phải chết lần chết mòn, chúng ta sẽ được. Và không có ai nói cái điều này mà chúng ta chấp nhận cả. Người ta nói cái điều này chúng ta nghe, chúng ta biết, chúng ta có thể tán đồng. Nhưng chúng ta chấp nhận để thay đổi là khi chúng ta thấy biết chính mình. Hai cái này nó khác nhau vậy. Thành ra cái pháp học nó giúp cho chúng ta khi có cái phước về thiện trí, chúng ta nghe, chúng ta biết và chúng ta hiểu nó là đúng. Nhưng nó còn một cái phước thứ hai là chúng ta có chấp nhận nó và chúng ta soi sáng mình để chúng ta sửa đổi hay không là phước thứ hai. Cho nên trong cái đời sống mà để tu tập đó thì chúng ta luôn luôn chúng ta đây phải làm cái điều thiện. Thiện dù lớn dù nhỏ mấy cũng là. Cái thứ hai là phải phát triển cái thiện trí này. Tri văn, tri tư, tri tu là phải phát triển. Việc thiện này từ trong cái gia đình của chúng ta là một cái phạm vi chúng ta dễ làm nhất. Hãy làm tất cả những cái điều tốt trong cái nhà mình. Từ cái chuyện sạch sẽ, ngăn nắp, cái chuyện chu đáo, cái chuyện đối xử tốt với tất cả mọi người, hãy làm đi. Chưa làm được, hãy tập làm đi. Và khi chúng ta đầy đủ những cái phước đó thì nó sẽ trổ sanh. Không ai cho không mình cái gì. Cái đạo Phật rất là rõ ràng, không ai cho mình cái gì. Ngay cả chúng ta mà có chắp tay, chúng ta có cầu nguyện Đức Quán Âm hay là cầu nguyện Đức Phật hay là bất cứ một cái vị nào mà chúng ta tin tưởng nhất, thì chúng ta hãy nhớ như thế này. Những cái vị đó do cái thành tâm cầu nguyện của chúng ta. Lúc chúng ta thành tâm cầu nguyện là cái tâm chúng ta thiện. Và từ cái thiện đó, những cái vị này nè sẽ có cái lực, nó gọi là người ta sẽ cho mình một cái từ trường cộng hưởng đó. Để làm chi? Nó giống như thêm nước, thêm ánh sáng, thêm cái độ ẩm cho cái hạt giống tốt mà chúng ta đã gieo rồi, thì bây giờ nó bung lên. Nhưng nó không có hạt giống lấy gì bung lên. Cho nên chúng ta phải làm điều thiện, chúng ta phải tạo cái thiện trí. Đến khi mà trong cái cấp bách chúng ta cầu nguyện như thế này đó, thì một cái từ trường nó sẽ phối hợp để cho cái quả này được trổ sanh. Còn khi chúng ta không có gieo trồng, không có cái gì trổ sanh cả. Cho nên cái sự linh ứng hay không linh ứng là do cái phước thiện và thiện trí chúng ta nhiều hay ít, mạnh hay yếu mà thôi. Chứ không phải bất cứ ai cầu nguyện cũng được. Cho nên là khi chúng ta thấy biết như vậy, chúng ta hiểu rằng là hạnh phúc hay đau khổ do mình quyết định. Thay đổi thành người tốt hay giữ nguyên những cái lời thói xấu do mình quyết định, không do ai quyết định. Và tất cả chư thần, chúng ta không nói đến những cái loài ma quỷ dạ xoa, chúng ta không nói đến nó, chúng ta nói chư thần là lớn nhất trong các cái loài đó, thì tới giờ chết vẫn run rẩy. Bởi vì người ta cũng phải đi tái sanh theo nghiệp của người ta, không ai giữ lâu được.
những cái phước thiện mình có trong tay, nếu mình không dung bờ thì không có được. Như thể dân vua trời đế thích, còn phải giả dạng người già chống cái gậy run rẩy, vì biết là ngài Ca Diếp vừa xuất hiện ra, cho nên là hai người mới che cái liều đó, thành hai ông bà già nấu những cái thức ăn đạm bạc nhà quê bưng ra để mà dâng cho ngài Ca Diếp. Thì ngài Ca Diếp khi mà nhận cái thức ăn nó vô bình bát rồi là biết ngay hai người này là chư thiên, cho nên mới nói lần sau không được làm như vậy, bởi vì tranh cái phước của cái người thật sự là phước phụ. Thế mà nhà người ta vẫn đi làm phước, bởi vì nếu người ta không đi làm phước thì người ta không có duy trì được phước. Lấy cái nguồn đâu mà nuôi? Để phước người ta đang hưởng phải được nuôi bằng phước. Còn mình hoại phước là mình nuôi bằng những cái trái gan của mình, những cái trái khoái trong cái tâm của mình đây, là mình hủy hoại cái phước của mình. Cái nguyên tắc của nó rất là dễ, chúng ta chỉ cần để tâm tới thì chúng ta không dám làm. Cũng như trong cái đời sống đó, chúng ta phải nhận ra cái phước chúng ta đang có là gì, để làm chi, để không hủy hoại nó. Còn nếu chúng ta không nhận ra chúng ta có phước thì chúng ta sẽ hủy hoại nó. Cũng như có bao giờ chúng ta nghĩ rằng hai bàn tay này là phước báo không? Hai cái chân này là phước báo không? Chỉ khi hai chân không đi được, hai cái tay nó bị tê liệt, chúng ta mới biết rằng nó phước báo là đã quá muộn rồi. Những gì chúng ta có trong tay, chúng ta hãy nhìn ra cái phước nó để mà nâng nó lên, đừng hủy hoại nó. Cơ thể này chúng ta có đầy đủ lục căn là đại phước báo từ nhiều kiếp chúng ta mới có được. Bây giờ chúng ta nên gìn giữ nó hay hoại đi, nói đi. Okay. Nói đi. Hai cái lỗ tai này quý hay không quý? Chừng nó điếc rồi mới biết nó quý. Còn bây giờ cứ áp, áp vào tai mà nghe. Đến khi nó hoại rồi mới biết. Cái gì thấy trẻ con ngày hôm nay, đa số đều đeo kính hết. Và cái gì làm hoại cái phước của cái căn nhãn này, cái mắt này, ai làm hoại nó? Tham đây, như thế không? Nó tham thọ hưởng trong cái thế giới ảo và nó hoại. Cái gì đọc sách quý vị, mình đọc báo quý vị thấy rồi. Đi chơi game mà đến đợi hai con mắt nó đứt, nó khô cái thần kinh mắt, nó rớt hai con mắt rồi, không ăn luôn, chơi như thế. Thì cái gì làm cho rơi xuống đó là tham dục. Vậy con đường tái sanh sao? Hết sức sâu và nó sẽ tái sanh mù lòa, cho đến bao giờ nhận ra chúng ta trả giá rất đắt cho cái sự ngu xuẩn của mình. Và tất cả chúng ta đây nè, thì cái tham thọ dục của mình trả giá đắt vô cùng, vô cùng vô tận, vì tham dục mà thôi. Mà trong cái tham dục đó là chúng ta nặng nhất là cái hỷ lạc. Để được cái hỷ lạc đó thì chúng ta bất chấp, chúng ta hủy hoại hết, bất chấp hết, vì chúng ta không nhận ra nó là thuộc về thiện hay bất thiện, không nhận ra. Chừng nào chúng ta nhận ra thì chúng ta không dám. Còn chưa nhận ra thì chúng ta thấy nó là tối thượng trong cái đời sống của mình. Đó là những cái sự nhầm lẫn mà nó sẽ đưa cho chúng ta đó đi vào trong cái khổ không biết bao nhiêu lâu. Không biết bao nhiêu lâu. Và người ta nói vậy. À, vật cùng thì tắc phản. Chúng ta khổ cho đến cùng cực cái khổ rồi đó. Một là chúng ta sẽ sáng ra, hai là chúng ta sẽ chìm đắm, không bao giờ có thể ngoi đầu lên được nữa. Và tại sao con người đi tới cái tận cùng của cái con đường hầm rồi đó thì người ta mở ra được một chân trời? Mà tại sao có người đi tận cùng cái con đường hầm rồi thì phải thoái đọa nữa? Tất cả đều do phước báo. Và phước báo không ai cho,
trí văn, trí tư, trí tu không ai chờ. Tất cả những việc thiện mình có được phước thiện, quả của phước thiện không ai cho, do mình làm. Nhớ vậy. Thì khi mà chúng ta đã nói đến ba cái phần này thì cảnh trong tục sinh là cái mà nãy giờ sư cô đang giảng đó. Tức là cái cảnh của nghiệp, cảnh của nghiệp tướng, cảnh của thú tướng, nó in hình trong cái dòng tục sinh chúng ta suốt luôn. Như vậy tiền kiếp đã in hình trong cái hiện kiếp và nó hiển lộ trong cái tâm tánh của mình, trong cái cá tánh của mình, trong cái khuynh hướng của mình, trong cái thói quen của mình. Hãy nhìn lại cái chỗ đó để mà mình có thể thấy cả hai cái dòng nghiệp của mình đang trôi chảy trong cái tâm thức của mình và nó đang đó là chi phối mình. Thấy như thế thì chúng ta mới biết rồi. Và tất cả những cái điều này nè, những cái hoạt động này, nó tạo nên cái nghiệp để đưa đi đến luân hồi trong các cõi. Bây giờ chúng ta nói sơ qua cái này bởi vì sư cô cũng có giảng cái luân hồi trong các cõi rồi. Thì cái luân hồi trong các cõi nó sẽ đi, nó từ cõi nhàn mà nó tái sanh về cái cõi khổ, mà tái sanh đến khổ cảnh. Thí dụ như được tái sanh lên cõi trời dục giới là cái cõi nhàn. Bây giờ nó đưa đến cõi khổ. Có những cái chư thiên ở trên cái cõi trời đó, là vì đây là cõi trời dục giới cho nên là những cái phát hiện của người ta thì nhiều, phát hiện nhiều, và cái đang hưởng cái quả thiện nó trổ sanh. Nhưng mà không phải là bất thiện không có, nó vẫn có. Người ta đang hưởng cái quả phúc. Nhưng mà khi đang hưởng quả phúc vậy đó, không có thể nào tránh khỏi là trong tâm người ta có khởi lên cái gì đó. Ví dụ như bây giờ một cái người ở trong cái cung trời của mình đây đó, nhìn thấy cái cung trời của người khác nó đẹp hơn, nó lớn hơn, cái hào quang nhiều hơn, trong lòng có một chút ganh tị. Có một chút ganh tị. Mà nếu chút ganh tị đó biết ngừng lại thì thôi, không ngừng lại mà nó phát triển lên thì cái cung trời này nó lần lần nó xấu đi, nó héo úa đi. Và cái hào quang của cái vị thiên tử này nó cũng sẽ từ từ nó sẽ yếu lần. Và khi mà nó tắt phục một cái thì nó tái sanh xuống cái cõi nào mà cái tâm xấu nó khởi sanh, nó rơi vào cho đó. Thành ra có khi ở trên cõi trời đi thẳng xuống địa ngục cũng có. Hoặc là chư thiên cũng có những lúc mà không hài lòng về nhau. Nhưng một người nổi lên cái tâm sân mà người khác cũng đối xử bằng tâm sân thì cả hai lập tức chết liền và sẽ rơi xuống khổ cảnh. Nhưng có một người dừng lại được thì không bị. Hoặc là những cái chư thiên này đó, ở trên cái cõi trời đó thì vui quá, vui quá, lo hưởng cái hạnh phúc, tới cái giờ ăn không ăn được. Rồi đấy, nhiều ngày nó đói quá nó cũng chết. Và chết như vậy thì nó là cái này chuyện trên cõi trời. Còn cái chuyện ở trên cái cõi người của mình, có một cái điều rất lạ này. Nhiều khi đó không phải ham chơi mà ham làm quá, không có ăn à, không có ăn, không có uống. Rồi như vậy đó, mình lướt qua được thì mình trẻ, mình lướt qua được. Nhưng mà đến một lúc nào đó đó thì mình sẽ bị bệnh tiểu đường. Lúc nào đó là mật của mình nó sẽ có vấn đề. Cho nên tới cái giờ ăn, ăn một chút rồi hãy làm nữa. Hoặc là chơi cũng vậy, cũng phải có một chút để nó giữ, nó duy trì được. Cái này chuyện này xảy ra trên cung trời thì người ta chết ngay. Nhưng mà chuyện trên thế gian thì phải trả giá bằng bệnh tật. Nên quý vị thấy có những người ta làm quá, người ta thiếu ăn, người ta thiếu ngủ, người ta lao phổi. Và bây giờ thì nhớ nha, người ta không chết vì bệnh lao phổi đâu, tại vì có thuốc rồi. Nhưng mà người ta vào bệnh viện, người ta chết vì những con vi trùng lao mà nó đã có đề kháng rồi. Người ta bây giờ có uống thuốc vô thì nó không có tác dụng nữa, thành ra chết. Thành ra cái lao lực, lao tâm là cái mà chúng ta tránh được, nên tránh. Vì nó không tốt, nó không có điểm dừng của nó.
phải có điểm dừng, phải duy trì. Cho nên không phải là mình làm tốt, mình có phước, mình lên cõi trời mà mình tránh khỏi đâu. Là bởi vì chỉ cần quá vui chơi, không để ý tới giờ ăn uống đói cũng rơi xuống. Như vậy chúng ta thấy từ nhàn cảnh có thể rơi vào khổ cảnh. Còn bây giờ mình nói pháp thế gian của mình nè, từ nhàn cảnh mà rơi vào khổ cảnh là chúng ta thấy đầy dễ. Vợ chồng làm ăn lúc khó khăn thì chung lưng đấu cặp với nhau. Cái lúc có tiền có bạc rồi đó thì một trong hai người đó làm những cái chuyện mà coi như đau lòng nhau, thì cái đó là đi từ cái nhàn cảnh đi vào trong cái khổ cảnh. Hoặc là con cái của mình đó, mình sanh ra chỉ cho nó hưởng mà thôi, thì đến lúc nào đó nó không biết quý những cái điều đó, nó sẽ hoài. Cho nên sư cô á, không có chủ trương mà đưa con mình vào học trường Tây, trường Tàu tháng 50 triệu, 30 triệu đâu. Tại sao vậy? Tại vì nó nhìn xung quanh nó ai cũng giàu hết. Thành ra cái chuyện mà nó chi xài sang trọng như vậy là chuyện đương nhiên. Khi nó còn quá nhỏ mà nó hưởng cái phước quá lớn. Đến khi nó không thành công trong chỉ duy cái việc học của nó thôi thì nó đã sụp đổ. Tài sản hay là tất cả những gì cha mẹ cho nó, đủ phước mới nhận được, không đủ phước không nhận được. Mà nó đã hưởng rồi, bây giờ nó không nhận được, thì khi mà nó thất bại trên đường học vấn của nó thê lương đến giường nào. Và bây giờ người hầu kẻ hạ cho nó nhiều chừng nào, nó mất phước chừng đó. Đến khi buông nó ra rồi đó, nó khốn khổ tại vì đó, do một nồi cơm nấu ăn cũng không biết. Và ngay cái lớp này sư cô đã nói với quý vị một cái thực tế mà sư cô chứng kiến đó, là đi du học bên Ấn Độ chỉ vì không biết nấu một cái nồi cháo, không chịu rửa một cái chén thôi đã phải cuốn gói đi về. Tại sao vậy? Tại vì nó cảm mà quý vị biết cái thời tiết thì nó độc lắm, mà nó cảm như thế là nó rủ rượi tay chân rồi. Mà mình biết nấu biết nướng mình còn gượng vậy mình làm, còn nếu không nó nằm đó mà chờ đi ra mua thức ăn ở ngoài tiệm thì thức ăn nó không có thích hợp, rồi cứ bệnh tới bệnh lui rồi thì đi về rồi qua nó cũng bệnh, rồi qua rồi về nó cũng bệnh, rồi cuối cùng chán bỏ. Nên không phải đâu là chân lý. Mình đem dốc hết cái phước báo cho con mình, mình tưởng cái đó là tốt nhất, không. Phước báo nó có chừng đó, cho nó hưởng sớm quá là nó hết sớm quá, đời nó phải khổ thôi. Sư cô có gặp một cái người đó, trên 50 tuổi từ Pháp trở về Việt Nam, đi du học từ lúc 10 tuổi, kẻ hầu người hạ hết. Và khi mà học ra trường vậy thì nó có hơi cái bất thường, làm ra tiền bao nhiêu thì đi vô trong quán bar, không phải đi uống rượu, không phải để trai gái, mà để làm một cái chuyện duy nhất như thế này. Cô nào mà có cái mái tóc đẹp ấy, cho cái người này được cầm cái mái tóc đẹp đó lên vuốt thôi, tiền bao nhiêu cũng đưa ra đấy. Rồi xong là khi mà cái tiền nó hết rồi đó mới trở về Việt Nam, thì làm cái công chuyện dịch thuật vẫn làm được, giỏi mà làm được. Nhưng một thời gian thì cái đầu óc nó bắt đầu nó không có bình thường đó, rồi bây giờ thì nằm luôn trong cái trại tâm thần. Bởi vì ngay còn nhỏ đó, là tới 10 tuổi mà chưa hề biết cái chữ tắm là gì hết đó, có người tắm cho hết. Thành ra đừng có để cho con mình nó phải cùi cục vì mình phụng sự nó quá đáng. Hãy để cho con người ta vươn lên. Và con người ta cần phải sống tiếp xúc với nhiều cái môi trường, nhiều hình thức. Cũng giống như cái người mẹ nuôi con vậy đó. Lúc nó tới hồi biết ăn, cứ miếng nhỏ nhét trong miệng nó cho nó ăn. Bất cứ cái gì mà người ta ăn được thì nhét trong miệng nó, miếng cho nó ăn. Thì về sau đó thức ăn nào nó cũng ăn được thôi. Còn mình cứ nhất định chỉ món này bổ, cho ăn 3 món thôi, thì cả đời nó thấy những cái khác nó không ăn được thì đời nó bất hạnh mà thôi. Đâu phải phước báo lúc nào cũng ta có 3 cái món đó để nó ăn đâu. Mà nó phải ăn bất cứ những cái thức ăn gì theo phước báo của nó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong cái việc mà chúng ta đã từ một cái suy nghĩ nhỏ của chúng ta thôi, chúng ta cũng phải kiểm soát lại để biết rằng mình đem lại cái điều lành cho mình và cho người khác, hay mình đem cái đau khổ, cái sự bất hạnh đến cho nhau.
Thì như vậy từ cái nhàn lạc mà sanh ra khổ cảnh thì cái người trong cái cõi thế gian này đã thôi. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng, một cái gia đình người ta rất là nghèo khổ, nhưng mà con cái người ta ăn học đàng hoàng, nó là từ cái khổ nó đi tới cái hạnh phúc đấy. Hoặc là con người ta đó, nó không có được học hành dở dang, nhưng nó là người đàng hoàng, có tư cách sống có tình, có nghĩa, có hiếu, có hạnh, đó là còn lớn hơn cái chuyện mà nó có học hành đàng hoàng nữa. Còn có những gia đình rất là giàu có, nhưng mà con cái đó thì học hành không ra sao cả, hoặc là cái lối sống của nó thì cha mẹ nó chỉ ngao ngán mà thôi. Còn cái chuyện mà mình đưa con vào trong cái thế kẹt thì quý vị đã thấy rồi, nó học không được, nó làm giấy giả, nó nộp về. Và khi đến lúc nó không làm giấy giả được nữa thì nó thuê người ta giết cả cha lẫn mẹ để kết thúc cái áp lực đó. Người ta thấy rồi, thấy nhan nhản, thấy có hết rồi chứ không phải là không thấy. Cho nên từ cái nhàn mà đi vào cái khổ, thì chúng ta nói từ cái sinh tử cho đến những cái biến chuyển trong cái đời sống thế gian chúng ta nhìn thấy rồi. Thành ra khi mà mình nói luân hồi trong tam giới, tức là dục giới đây, sắc giới đây và vô sắc giới đây, thì chúng ta hiểu rằng cái con đường mà chúng ta đi từ cái thiện này nè, để chúng ta có thể tái sanh cõi trời dục giới, đi từ cái thiền thiện mà thuộc về thiền định đây để tái sanh lên cõi trời phạm thiên, đây là cái thiền thiện do thiền vô sắc giới đây để tái sanh lên cõi trời đại phạm thiên, thì tất cả những cái cõi trời này nó vẫn còn luân hồi. Cho nên nếu mình không duy trì cái việc tu tập ở trong cõi sắc giới, cõi vô sắc giới thì cũng phải đọa. Nếu mình không duy trì được cái giới hạnh và cái phước báu tạo dựng trong cõi trời dục giới thì nó vẫn đi thoái đọa. Đó gọi là con đường nhàn lạc mà nó rơi xuống với cái khổ cảnh. Còn bây giờ chúng ta sinh ra được làm người, chúng ta làm người đây, nó có một nửa lạc và một nửa khổ đây. Mà nếu chúng ta để cho cái phần khổ chúng ta nó gia tăng, thì khi chúng ta đó chết, chúng ta sẽ tái sanh vào bốn cái cõi khổ. Còn nếu chúng ta gia tăng cái phần thiện thì có con đường tái sanh chúng ta tiến qua. Như vậy khi chúng ta làm người thì cái khả năng mà chúng ta đó tái sanh nhàn cảnh là khả năng có thể xảy ra. Nhưng Đức Phật nói rằng cái phần lớn những chúng sanh sanh ra làm người mà tái sanh vào cái nhàn cảnh thì quá ít, mà cái đại đa số thì nó tái sanh vào trong cái khổ cảnh vì nó dính mắc vào cái chữ dục. Đó là thọ dục, đó là ái dục, đó là tham dục, tất cả dính vào chỗ đó nó đưa đến khổ đời. Đó là cái gốc, cái gốc của đau khổ của chúng sinh nằm trong cái chữ tham dục đó. Nhớ như vậy để chúng ta biết chúng ta dính mắc vào đâu. Chúng ta cực kỳ quý trọng tục sản mà không có biết quý trọng cái thánh sản trong tâm. Tục sản là tất cả những gì chúng ta có trong thế gian này. Chúng ta có cha mẹ, chúng ta có anh em, chúng ta có dòng tộc, chúng ta có bạn bè, chúng ta có địa vị, chúng ta có tài sản, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có tiếng tâm, vân vân. Tất cả những gì mà chúng ta sở hữu có được trên thế gian này nó gọi là tục sản. Và những thứ này đến rồi đi. Cái thân mà chúng ta có được đây nó cũng đến rồi đi. Nhớ vậy. Để làm chi? Để mà khi nó ra đi đó thì chính cái tâm này nè, nó sẽ đưa chúng ta tiến lên. Nó đi từ cái khổ cảnh, nó đi vào cái nhàn cảnh được. Thành ra trong cái luân hồi đó thì người ta mới hỏi thế này: nếu mà Đức Phật nói rằng là cái chúng sanh mà tái sanh làm người với làm chư thiên nó chỉ là cái hai cái sừng thôi, còn đa số những cái người mà được làm kiếp người đó thì là toàn là lông bò không, tức là xuống cái cảnh khổ đông đến như vậy, mà tại sao người ta đẻo quá trời ở trên cái thế gian này? Thì chúng ta thấy vậy, chư thiên cũng đọa xuống để làm người có. Còn có những chúng sinh từ cái khổ cảnh này, từ cái khổ cảnh này nó có thể tái sanh lên nhàn cảnh được.
Như vậy chúng ta thấy từ súc sinh cũng có tái sanh lên làm người, từ ma cũng tái sanh lên làm người, từ quỷ, quỷ cũng tái sanh lên làm người, dạ xoa cũng tái sanh lên làm người. Và địa ngục sau khi nó đi hết những cái tầng cấp của nó thì nó cũng thành quỷ, từ quỷ nó vẫn tái sanh lên. Như vậy cái số lượng lớn mà nó nằm trong cái thế giới của đau khổ đó, người ta vẫn có thể vượt qua được và người ta tái sanh lên. Nhất là những cái hàng súc sinh vẫn tái sanh làm người được. Vì vậy mà cái thế giới này vẫn đông về. Và vì vậy những cái thế giới này, khi những chúng sinh nó tái sanh lại, nó từ trong những cái tiền kiếp mà nó nặng cái phần đau khổ của nó đây nè, những cái phần thu tính ở đây nè, thì khi nó tái sanh vậy đó, nó được làm người nhưng mà cái căn cơ của nó vẫn còn hung ác. Cho nên trong cái cách thức của nó thọ hưởng về tất cả các thứ đó, mình sẽ nhìn thấy cái yếu tố cầm thú của nó. Nhìn ra, không phải không nhìn ra. Thành ra người ta có cái phước, người ta có cái thân người, nhưng mà hãy nhìn cái cách người ta suy nghĩ, cách người ta sống, chúng ta sẽ thấy nó gần ở thế giới này. Vì nhớ trong một cái lần mà Đức Phật giảng kinh, khi Đức Phật giảng như thế thì Ngài A Nan mới quan sát cái hội chúng. Thì sau đó Ngài A Nan mới bạch với Đức Thế Tôn. Ngài A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn giảng pháp đó, thì cái lời của Đức Thế Tôn nó như là sư tử rống. Thế mà tại sao cái hội chúng ở dưới đó, có người nó cứ ngồi nó cứ ngó ra trời về không làm sao, còn có người nó cứ ngồi nó làm gì hoài làm sao, còn có người thì nó cứ xoay qua xoay lại quầy là sao? Thì Đức Phật có nói là sở dĩ nó ngó trên trời hoài đó là bởi vì đó tiền kiếp nó có 500 kiếp nó là chim tinh gia, cho nên bây giờ nó có cái phước nó ngồi đây nó nghe pháp mà nó vẫn ngó lên trời. Còn mấy cái người nó ngồi cái tay nó cứ dày dày hoài đó, thì Đức Phật nói là trong tiền kiếp nó đã sinh ra làm côn trùng ở dưới đất, cho nên bây giờ cái thói quen nó không bỏ được, nó phải như thế. Còn nó ngồi nó lắc qua nó xoay qua lại, tiền kiếp của nó có 500 kiếp nó làm khỉ, cho nên nó phải xoay qua xoay lại vậy. Thì thấy rõ chưa? Còn tại sao có người chăm chỉ ngồi học? Đức Phật nói tiền kiếp của nó là Bà La Môn, nó thông thạo kinh Vệ Đà, nó đã quen cái cách là nó phải chăm chỉ học hành nghiêm túc thì nó quen rồi, cho nên mới có được. Có một vị đó đã đắc quả la hán rồi, mà khi đi ngang qua cái vũng nước là ta y áo vậy ta phóng qua. Thì những cái người mà đồng tu đó, người ta mới lắc đầu, người ta nói trời ơi, không có cái quay nghi tế hạnh gì hết. Thì người ta mới bạch lên Đức Thế Tôn, người ta nói rằng một người mà quay nghi tế hạnh không có, làm sao có thể tin rằng là đắc quả la hán. Thì Đức Phật mới nói đó là tiền khiên tật. Thì người này đó trong tiền kiếp là khỉ, cho nên bây giờ nó đắc ra quả rồi mà nó thấy là nó phóng, nó nhảy thôi, nó không có thể bỏ được cái tiền thiên tật. Chỉ có những vị mà đắc được cái chánh đẳng chánh giác thì nó mới dứt hết tiền thiên tật thôi, còn ngoài ra nó không dứt. Thì như vậy tuy nó tái sanh làm người, nhưng mà vì từ những cái các cái cảnh khổ này nó lộn trở lên. Cho nên quý vị thấy không, những người mà tánh nóng quá, người ta nói sao tội nghiệp nó từ địa ngục nó mới ra, thấy không? Cho nên là quý vị thấy không, có những người họ thích ăn thịt sống vì họ từ kiếp thú họ đến, nó thích ăn, ăn cái gì phải có máu, phải có sự tanh tưởi trong đó nó mới chấp nhận, bởi vì nó từ kiếp thú đó. Hoặc nó từ quỷ mà ăn thịt người nó ra. Mặc dù nó đã tu luyện bao nhiêu kiếp rồi nó mới được thành người, nhưng mà cái tiền khiên tật của nó không che giấu được. Cho nên chúng ta sống đây nè, trong một cái thế giới ta bà này đây, quỷ nhiều lắm đấy. Hãy nhìn quỷ nhiều lắm. Và cái môi trường sống của chúng ta đó, hãy nhìn đi, quỷ nó đã quỷ hoại hết rồi. Con người không bao giờ dám làm chuyện đó hết. Nó phải bóp nghẹt cái sự sống của những chúng sinh khác để làm nên sự sống của nó, nó mới đích thực là cái hạnh phúc của quỷ dữ. Nhận ra đi, xung quanh đi. Cho nên con người có phước báo của con người, nhưng mà gốc gác của nó từ đâu đến?
đó là con đường tái sanh, con đường luân hồi của nó. Rồi nó sẽ tạo ác nghiệp để nó quay trở về. Nó quay trở về nữa, chứ nó không phải nó còn ở với chúng ta. Đi như thế mà. Thành ra chúng ta phải nhìn trong cái tâm của chúng ta. Cái gì nó đang mạnh mẽ nhất thì cái đó nó đang dẫn cái con đường chúng ta khi thân hoại mạng chung chúng ta đi về đâu. Ngay từ bây giờ mình đã biết, chứ không phải chờ lâu đến đâu. Cho nên có những cái người đó, nó không nằm vào hai cái đối nghịch này, chứ không phải từ nhàn cảnh vào khổ cảnh, mà không phải từ khổ cảnh vào nhàn cảnh, mà nó đi thế này, từ khổ đi vào cái khổ hơn. Bây giờ nó nói sao? Bây giờ nghèo quá rồi, cùng đường rồi, không giết người ta lấy gì ăn. Ai đưa mình đến cùng đường? Và bây giờ ai đưa mình vào cái chỗ mà không thoát ra được, là chỗ giết người ta để mà đoạt lấy cái miếng ăn. Cho nên từ cái khổ đi tới cái khổ hơn. Bây giờ đang buồn nhá, vì mất, mất tiền, mất bạc, mất sự nghiệp, mất công danh, mất tiếng tâm, mất cái người hôn phối, mất con, mất cái nhân dân, tự giận chết. Thì đó là từ cái khổ đi vào cái khổ hơn. À, không nhìn ra. Càng ngày càng dẫn dắt mình đi vào trong cái khổ. Thì đó là những người mà từ khổ đi vào khổ. Còn có những cái người có phước báo đó, từ cái nhàn cảnh đi vào cái nhàn cảnh tốt hơn. Tức là chư thiên, ở trong cõi chư thiên tu càng tiếp tục càng nâng cao hơn được nữa. Thì nó từ nhàn cảnh đi vào nhàn cảnh. Và từ cái nhàn cảnh có thể đi vào trong cái cõi mà coi như là chấm dứt luân hồi. Nó không còn tái sanh nữa. Tức là từ cái chỗ tái sanh đi vào chỗ không có tái sanh. Như vậy chúng ta sẽ còn ba cái nữa. Cái thứ ba đó là từ khổ đi vào khổ. Thứ ba, khổ đi vào khổ, khổ đi vào khổ hơn nữa. Cái thứ bốn là từ cái nhàn lạc nè, đi đến chỗ nhàn lạc hơn. Và cái số năm, đi từ chỗ tái sanh đến cái chỗ vô sinh. Đó là cái con đường chúng ta đi tới. Rồi, xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta có đầy đủ cái trí tuệ sáng suốt để chúng ta đi vào con đường tiến hóa tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.